Xin chào các em học sinh khối 10 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Đây là bài học vật lý online đầu tiên của các em nên cô có một số dặn dò. Với các video bài giảng, các em chuẩn bị sách vở, tài liệu, máy tính, sách giáo khoa. Các em xem video và ghi chép bài. Có thể xem lại nhiều lần để hiểu bài kỹ hơn. Và chú ý, những bài đã học online thì sau này vô trường thầy cô sẽ không dạy lại nên các em cố gắng học hành thật nghiêm túc. Rồi, trên màn hình của chúng ta ở đây là hai đoạn video. Khi quan sát đập thủy điện và quan sát cối xay gió, các em nghĩ đến những dạng năng lượng nào mà chúng ta đã học? À, đó chính là động năng và thế năng trọng trường. Động năng do dòng nước chuyển động mà có, do cánh quạt quay mà có. Còn thế năng trọng trường là do dòng nước đổ từ trên cao. Vậy chúng ta sẽ ôn lại một số những kiến thức cũ trước khi vào bài mới hôm nay. 1. Câu số 1, động năng là gì? Biểu thức động năng. Động năng là một dạng năng lượng do vật chuyển động mà có. Biểu thức WD bằng 1 phần 2 MV bình. Đối với một vật xác định thì động năng tỷ lệ với bình phương vận tốc. Động năng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0, tức là một đại lượng không âm. Câu số 2. Thế năng trọng trường là gì? Biểu thức của thế năng trọng trường. Thế năng trọng trường là dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật. WT bằng M nhân G nhân Z. Thế năng trọng trường phụ thuộc vào vị trí của vật ở trên trái đất và có giá trị phụ thuộc vào cách mà chúng ta chọn mốc thế năng. Tọa độ Z có thể âm dương hoặc bằng 0 nên thế năng cũng có giá trị âm dương hoặc bằng 0. Nói cách khác là thế năng có giá trị đại số. Câu 3. Thế năng đàn hồi là gì? Biểu thức thế năng đàn hồi. Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. WT bằng 1 phần 2K nhân delta L tất cả bình. Thế năng đàn hồi cũng không âm và tỷ lệ với bình phương độ biến dạng. Như vậy thì dòng nước đổ từ trên cao xuống thì dòng nước có cả động năng do đang chuyển động và thế năng trọng trường do nước đang ở một độ cao so với mặt đất. Hay là máy bay đang bay trên bầu trời. Chiếc máy bay này cũng có cả hai dạng năng lượng là động năng và thế năng trọng trường. Như vậy ta nói dòng nước và cả máy bay đang có cơ năng. Vậy thì cơ năng là gì? Chúng ta đi vào tìm hiểu bài 27 cơ năng. Các em ghi tên bài vào. Một La Mã, cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường, tức là vật chịu tác dụng của trọng lực, tức là lực hút của trái đất. Vậy ta đem động năng mà cộng với thế năng thì sẽ được cơ năng. Đem động năng cộng với thế năng thì sẽ được cơ năng. Như vậy định nghĩa cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường thì bằng tổng động năng và thế năng trọng trường. Rồi các em chú ý là trong quá trình mà các em nghe cô giảng bài, khi nào chúng ta thấy cái biểu tượng của cây bút này, nghĩa là phần đó các em ghi chép. Phần nào các bạn không thấy biểu tượng của cây bút thì các bạn sẽ không phải ghi chép. Chú ý cho cô nhé. Rồi như vậy phần này các em sẽ ghi định nghĩa cơ năng. Còn về biểu thức thì cơ năng được ký hiệu là W. Động năng các em biết rồi là WD. Thế năng trọng trường là WT. Vậy thì cơ năng W bằng tổng động năng và thế năng. Vậy W sẽ bằng WD cộng với WT. Hay chúng ta có cái dạng khai triển W bằng 1 phần 2 MV bình cộng với M
nhân g nhân z. Rồi các đại lượng trong công thức này, m là khối lượng đơn vị kg, v là vận tốc đơn vị mét trên giây, g là gia tốc trọng trường đơn vị mét trên giây bình phương, và z là tọa độ của vật so với mốc thế nào. Cơ năng cũng là năng lượng nên đơn vị của nó sẽ là joule. Rồi, chúng ta sẽ đi vào làm một cái ví dụ ha. Các em chuẩn bị máy tính cho cô ha. Vật m bằng 2 kg đang chuyển động với vận tốc 5 m trên giây ở độ cao 2 m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất và hãy tính cơ năng của vật lúc này. Phần đề bài này các em không cần ghi ha. Các em không cần ghi. Cây bút bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ bắt đầu ghi từ đây. Vậy chúng ta sẽ tóm tắt bài. M bằng 2 kg, vận tốc 5 m trên giây, độ cao z bằng 2 m, chọn mốc thế năng tại mặt đất và vật đang ở độ cao 2 m so với mặt đất, vậy ta có z bằng 2. Yêu cầu tìm cơ năng, W bằng chấm hỏi. Rồi, vậy các em có thể là dừng cái video lại ngay tại cái vị trí này ha, dừng video lại, sau đó các em lấy giấy bút ra và chúng ta viết công thức thay số và bấm máy tính cho cô kết quả xem như thế nào. Rồi, cơ năng W thì bằng tổng động năng cộng với thế năng. Rồi, ở đây cô sử dụng công thức khai triển là 1/2 mv bình cộng m nhân g nhân z. Chúng ta thay số và các em sẽ tính toán được kết quả là cơ năng sẽ bằng 65 joule. Khi vật di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác thì động năng và thế năng của vật có thể thay đổi. Ở đây cô bổ sung thêm là vật di chuyển trong trọng trường dưới sự tác dụng của trọng lực, các em ha, thì động năng và thế năng của vật giữa hai vị trí đó có thể thay đổi. Ví dụ như vật mà cô xét ở đây là di chuyển từ vị trí M đến vị trí N trong trọng trường dưới tác dụng của trọng lực B đây, thì tại hai vị trí này, động năng, thế năng ở vị trí M và động năng, thế năng ở vị trí N có thể khác nhau, tức là nó thay đổi. Thế còn cơ năng thì sẽ như thế nào? Cơ năng là tổng động năng và thế năng ở mỗi vị trí, cơ năng sẽ như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 2, sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường. A nhỏ, bài toán. Ở phần 2 này thì các em ghi cho cô mục 2 nhỏ vào ha. Bài toán thì phần này nó khá dài, vì vậy mục bài toán này các em có thể ghi cho cô là sách giáo khoa nha. Các em không cần phải ghi hết, cũng không cần phải vẽ hình nha. Rồi chúng ta đi vào mục A nhỏ, bài toán. Vật M chuyển động trong trọng trường từ vị trí M, đây vị trí M đây, độ cao của nó là ZM, đến vị trí N có độ cao là ZN. Biết rằng vận tốc của vật ở vị trí M là V1 và ở vị trí N là V2. Yêu cầu tìm mối liên hệ giữa động năng và thế năng của vật trong quá trình vật chuyển động từ điểm M đến điểm N. Từ đó chúng ta nêu ra nhận xét. Các em hình dung yêu cầu của bài chưa? Vật M di chuyển từ vị trí M đến vị trí N bất kỳ trong trọng trường. Hỏi rằng tìm ra mối liên hệ giữa động năng thế năng ở vị trí M với động năng và thế năng ở vị trí N. Từ đó rút ra nhận xét. Rồi, để giải quyết, để tìm ra câu trả lời thì chúng ta sẽ đi tìm công của trọng lực trong quá trình mà vật M di chuyển từ điểm M đến điểm N. Vậy công của trọng lực trong quá trình MN này được tính theo hai cách. Thứ nhất là tính theo độ biến thiên động năng. Ta biết công của trọng lực thì sẽ bằng độ biến thiên động năng. Độ biến thiên động năng khi đi từ M đến N
thì sẽ bằng động năng lúc sau trừ cho động năng lúc đầu ha. Như vậy AMN sẽ bằng WDN trừ cho WDM. Cách tính thứ hai, công của trọng lực thì bằng độ giảm thế năng, tức là bằng hiệu thế năng giữa điểm đầu và điểm cuối. Như vậy thì AMN sẽ bằng WTM trừ cho WTN. Độ biến thiên thì lấy lượng sau trừ lượng đầu, còn độ giảm thì ta sẽ lấy lượng đầu trừ cho lượng sau. Chú ý cho cô ha. Và hai phương trình này cô sẽ đặt là phương trình 1 và phương trình 2. Như vậy kem quan sát phương trình 1 và 2, kem thấy là chúng ta sẽ có hai vế phải này bằng nhau và bằng với AMN, đúng chưa? Rồi, như vậy từ 1 và 2 ta có WDN trừ WDM sẽ bằng WTM trừ WTN. Sau đó, cô sẽ biến đổi biểu thức này bằng cách đưa các đại lượng liên quan với điểm M sang vế trái, các đại lượng liên quan với điểm N thì sang vế phải. Ha. Đây các bạn nhìn là chỗ này nó sẽ hơi khó một chút xíu nếu các bạn không hiểu ha. Đây WTM bên đây đúng không? Cô mang cái W trừ WDM này cô ném sang bên này. Như vậy chuyển vế đổi dấu chỗ này sang đây thành cộng. Như vậy ta sẽ có WTM cộng với WDM. Và đồng thời cái WTN này thì cô sẽ chuyển nó sang vế bên trái. Đúng không? Là thành cộng. Như vậy WDN cộng WTN. Đó. Như vậy thì vế trái là tổng động năng và thế năng của điểm N, còn vế phải là tổng động năng và thế năng của điểm M. Tuy nhiên cô đã sắp xếp là cho M sang vế trái, còn cho N sang vế phải. Vì vậy nên cô đổi chỗ hai cái vế này cho nhau thì phương trình không có gì thay đổi các em ha. Như vậy ta sẽ có là tổng động năng của tổng động năng và thế năng tại điểm M đây thì bằng với tổng động năng và thế năng tại điểm N ha. Như vậy từ đó chúng ta có nhận xét tổng động năng và thế năng tại M và tại N bằng nhau ha. Như vậy thì từ đây các em thấy, từ đây chúng ta thấy trong quá trình mà vật M này, vật của chúng ta di chuyển trong trọng trường từ M đến N chỉ chịu tác dụng duy nhất của trọng lực B ha, bỏ qua tất cả những cái lực cản và lực ma sát khác ha, thì vật này chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực B, thì khi đó tổng động năng và thế năng tại hai vị trí MN bất kỳ này có giá trị bằng nhau ha. Mà tổng động năng và thế năng thì nó chính là cơ năng, đúng không các bạn? Đó, như vậy vế trái là cơ năng tại điểm M, còn vế phải là cơ năng tại điểm N, và cơ năng tại M bằng với cơ năng tại N. Đó. Vậy thì ở đây là cô xét trong một trường hợp tổng quát, tức là hai vị trí này là hai vị trí bất kỳ trong trọng trường. Như vậy từ đây chúng ta có thể tổng quát lên rằng là khi vật chuyển động trong trọng trường chỉ dưới tác dụng duy nhất của trọng lực thì cơ năng của vật sẽ tại mọi vị trí có giá trị bằng nhau, tức là cơ năng của vật luôn luôn không đổi tại mọi vị trí, hay nói một cách khác đó là cơ năng được bảo toàn. Từ đây ta sẽ có định luật bảo toàn cơ năng. Chú ý cho cô là cái phần này là kem không có ghi chép gì hết ha, chúng ta chỉ nghe giảng thôi. Bởi vì lúc nãy cái mục 1 lúc nãy là một nhỏ là A nhỏ là bài toán, là cô nói kem ghi sách giáo khoa đúng chưa? Vậy thì chúng ta chỉ ghi sách giáo khoa thôi, không ghi hình, không ghi bài, không vẽ hình. Rồi, như vậy chúng ta sẽ đi vào mục B nhỏ, định luật bảo toàn cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng. Rồi, phần này thấy cây bút rồi là chúng ta ghi chép bài kem ha. Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng được bảo toàn. W bằng WD cộng WT bằng hằng số. Bảo toàn tức là không thay đổi ha, không thay đổi thì ta gọi là bằng hằng số. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hai vị trí, gọi vị trí 1 là W1, vị trí 2 cơ năng là W2. Vậy ta sẽ có biểu thức là W1 bằng W2. Rồi, các bạn sẽ đi vào một cái ví dụ tiếp theo cho cô. Chúng ta tiếp tục sử dụng máy tính ha. Ở ví dụ này thì các bạn sẽ ghi tóm tắt bài và làm vào trong vở cho cô đầy đủ ha. Ví dụ, cô xét một vật được thả rơi tự do từ vị trí A.
vật có khối lượng 500 g, nồi kem sẽ đổi ra là bằng 0,5 kg nha. Vật này thả rơi tự do từ vị trí A. Thả rơi tự do từ vị trí A nghĩa là vận tốc tại A là bằng 0. Và vị trí A này cách mặt đất 80 m. Ở hình vẽ này thì cô sẽ gọi mặt đất là O. Tại lý do chút xíu nữa cô sẽ chọn gốc thế năng tại mặt đất, nên cô sẽ gọi mặt đất là điểm O. Được chưa kem? Vậy thì kem sẽ có là ZA sẽ bằng 80 m. Lấy G bằng 10 m trên giây bình phương. Rồi, yêu cầu thứ nhất, câu A, hãy tìm cơ năng của vật tại vị trí A này, tức là vị trí thả vật đó, tìm cơ năng. Yêu cầu của câu B là tìm động năng và thế năng của vật ở vị trí B cách mặt đất 40 m. Yêu cầu tìm động năng và thế năng. Và câu C là yêu cầu tìm vận tốc chạm đất. Câu C yêu cầu tìm vận tốc chạm đất, tức là vận tốc ngay trước khi chạm đất. Từ đó tìm động năng và thế năng của vật ở vị trí ngay ở vị trí mặt đất này. Đó, như vậy bài này chúng ta có 3 yêu cầu. Như vậy ta trở về với câu A nha, ta trở về với câu A. Rồi các em có thể dừng video lại, ghi bài, ghi tóm tắt bài vào và vẽ cái hình này vào cho cô nha. Với bài tập này các em vẽ hình vào là chúng ta sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều ha. Rồi vị trí A chúng ta nhắc lại là một vị trí mà thả vật V bằng 0 và tọa độ Z bằng 80 m. Vậy thì các em tìm được cơ năng không? Rồi chúng ta sử dụng công thức gì các em nhỏ? Cơ năng W bằng tổng động năng cộng với thế năng, tức là bằng 1/2 mv² cộng với m g z, đúng chưa? Như vậy thì khối lượng đã có đổi ra 0,5 rồi, đúng chưa? Vận tốc và độ cao z đều có hết. Vậy các em tính cho cô xem cơ năng sẽ ra bao nhiêu. Rồi đầu tiên là vận tốc bằng 0, đúng không? Thì các em sẽ có là động năng bằng 0 à. Rồi z bằng 80 m, các em có thể tính ra thế năng là WT bằng m nhân g nhân z, thì chúng ta sẽ tính ra được là thế năng bằng 400 J. Từ đó cơ năng sẽ bằng tổng động năng cộng với thế năng, như vậy là 0 cộng với 400 là bằng 400 J. Vậy ta tìm được cơ năng tại vị trí A là bằng 400 J. Rồi tiếp theo chúng ta đến câu B, là yêu cầu tìm động năng và thế năng tại vị trí B. Vị trí B này cách mặt đất là 40 m, vậy ta có ZB bằng 40 m. Vận tốc tại vị trí B, các em sẽ dùng công thức của chuyển động rơi tự do, là rơi từ A đến B thì vận tốc tại B là V sẽ bằng căn của 2GZ, đúng không? Căn của 2GH. Thì trong đó cái H đó là độ cao từ vị trí thả đến vị trí ta xét, được không? Tức là từ A đến B. Vậy V bằng căn của 2GH với H là bằng từ A đến B là bao nhiêu mét kem? Từ A đến mặt đất là 80 m. B này lại cách mặt đất 40 m, như vậy từ A đến B thì 80 - 40, vậy là A đến B là 40 m. Vậy kem sẽ tìm được vận tốc tại B bằng công thức rơi tự do là V bằng căn 2GH. Và chúng ta sẽ tìm ra được vận tốc tại vị trí B. Rồi, như vậy thì vận tốc tại vị trí B các em sẽ tính ra là 20 căn 2, còn ZB là 40 m thì chúng ta đã biết rồi. Rồi từ đây khi đã có vận tốc và độ cao Z rồi thì các em sẽ tìm ra được động năng và thế năng tại vị trí B. Các bạn tính xem ra bao nhiêu. Rồi ở đây thì cô sẽ báo kết quả luôn. Các em thì các em có thể dừng cái video lại và tự mình tính toán ra xem có giống cô hay không nhé. Rồi câu C, chúng ta tìm vận tốc chạm đất. Vận tốc chạm đất ở đây chúng ta cũng sử dụng công thức của chuyển động rơi tự do. Sử dụng công thức của chuyển động rơi tự do, các em sẽ tìm được vận tốc chạm đất thì V chạm đất là bằng căn 2GZ hoặc là căn 2GH. Thì trong đó các bạn sẽ có là H ở đây là độ cao của vật so với vị trí O, tức là so mặt đất luôn, và nó chính là 80 m. Rồi
và các em sẽ tính được vận tốc chạm đất trong trường hợp này là 40 m/s. Và do mặt đất là gốc thế năng nên các em sẽ có z bằng 0. Mặt đất là gốc thế năng nên ta sẽ có z bằng 0. Rồi, vậy từ đây các bạn sẽ dễ dàng tìm được động năng và thế năng ngay tại mặt đất này. Z bằng 0 nên thế năng tại mặt đất sẽ bằng 0. Và vận tốc và động năng thì tính ra bằng 400 joule. Rồi, từ đây chúng ta sẽ đi vào phần nhận xét ha. Trong quá trình vật rơi từ vị trí A cho đến khi ngay trước khi chạm mặt đất thì các giá trị động năng và thế năng có gì đặc biệt ha. Từ đó chúng ta sẽ rút ra cái hệ quả của định luật bảo toàn cơ năng ha. Vậy thì như các bạn biết là vật này rơi tự do, tức là chỉ rơi dưới tác dụng chỉ chịu tác dụng duy nhất của trọng lực, thì theo như mục 2 thì cơ năng của vật sẽ được bảo toàn, tức là cơ năng tại mọi vị trí sẽ bằng nhau, tức là cơ năng không đổi, đúng không các em? Rồi thì các bạn có thể nhìn thấy điều này rất là nhanh chóng thôi. Vị trí A là nãy chúng ta tính được cơ năng là bằng 400 joule rồi ha. Vị trí B các em lấy tổng động năng cộng với thế năng cũng là 400 joule, và vị trí mặt đất O thì tổng động năng cộng với thế năng cũng bằng 400 joule nha, chắc chắn phải như thế. Bây giờ các bạn nhận xét cho cô nè, ở đi từ A đến O, tức là đi từ vị trí A cho đến khi ngay trước khi chạm đất thì động năng thay đổi như thế nào? Đây cô viết vẽ nó viết nó bằng những màu đỏ để các em nhìn này. Đầu tiên là động năng bằng 0 tại vị trí thả vật, sau đó động năng tăng lên đến 200 joule và tăng lên đến 400 joule, đúng không? Và động năng ở vị trí này sẽ là động năng đạt giá trị lớn nhất. Có hai lý do. Thứ nhất, do vận tốc ngay trước khi chạm đất là vận tốc lớn nhất thì động năng này sẽ đạt giá trị lớn nhất. Lý do thứ hai là các em thấy là đây, cơ năng của vật là bằng 400 joule, đúng chưa? Vậy thì khi thế năng bằng 0 thì dĩ nhiên động năng sẽ đạt giá trị lớn nhất và nó sẽ bằng cơ năng, đúng không các bạn? Rồi, như vậy thì động năng tăng dần khi đi từ A đến O, còn thế năng ngược lại thì lại giảm dần. Ở vị trí A ta có động năng bằng 0, thế năng bằng 400 joule, tức là thế năng đạt giá trị lớn nhất là bằng cơ năng luôn đấy. Thì dĩ nhiên rồi, đây là vị trí cao nhất mà, nên thế năng sẽ đạt giá trị cực đại. Đến vị trí B thì thế năng giảm xuống còn 200 joule, và đến mặt đất thì thế năng bằng 0, tại đây là mốc thế. Đó. Như vậy thì trong quá trình này khi động năng tăng dần thì thế năng lại giảm dần. Và nếu cô xét quá trình ngược lại là từ O lên đến A thì động năng sẽ giảm dần còn thế năng sẽ tăng dần, đúng chưa các bạn? Và các bạn xem, nếu xét đi từ A đến B, động năng của cô tăng thêm 200 joule thì thế năng sẽ giảm xuống bớt 200 joule. Đó. Hoặc là từ B đến O, động năng tăng thêm 200 joule, từ 200 400 động năng tăng thêm 200 joule thì thế năng lại giảm bớt đi 200 joule. Đó. Như vậy ta thấy cái phần động năng giảm đi thì nó cái phần thế năng giảm đi thì nó sẽ chuyển hóa thành sẽ chuyển hóa thành động năng, đúng chưa? Vậy ta nói động năng và thế năng có thể chuyển hóa cho nhau. Thứ hai, khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại. Ở vị trí nào có động năng lớn nhất thì thế năng sẽ nhỏ nhất và ngược lại. Ở vị trí nào có động năng nhỏ nhất thì thế năng sẽ đạt giá trị lớn nhất. Đó. Ví dụ đây, động năng bằng 0, đúng không? Là giá trị nhỏ nhất thì thế năng đạt cực đại, tức là bằng cơ năng. Ở vị trí O, khi thế năng bằng 0 thì động năng đạt giá trị cực đại bằng cơ năng. Phần này các em ghi nhận vào cho cô cái hệ quả này nhé. Còn cái hình này thì các em đã vẽ lúc làm bài rồi nên các em sẽ không cần phải vẽ lại nữa nhé. Các em ghi cho cô hệ quả thôi. Rồi, chúng ta đi vào mục số 2. Mục 2 La Mã. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. Các em đã biết là cơ năng là bằng tổng động năng cộng với thế năng. Thế năng của chúng ta lại có hai dạng là thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi. Vậy dẫn đến cơ năng cũng sẽ có hai dạng. Và dạng thứ hai chúng ta tìm hiểu sẽ là cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. Ở trên đây chúng cô giới thiệu đây là con lắc lò xo các bạn ạ. Đây con lắc lò xo gồm một cái lò xo.
Một đầu là do cố định, một đầu được gắn với vật nặng có khối lượng là M. Đó. Và hiện tại bây giờ vật đang chuyển động và chịu tác dụng của lực đàn hồi, chịu tác dụng của lực đàn hồi. À, ngoài chịu tác dụng lực đàn hồi ra thì vật còn chịu tác dụng của hai lực, đó là trọng lực B. Theo phương thẳng đứng á, thì vật chịu tác dụng của trọng lực B và phản lực N. Thì hai lực này nó khi cộng lại thì nó sẽ có tổng hợp lực bằng không do chúng cân bằng nhau. Và ở đây cô sẽ xét trường hợp là bỏ qua ma sát, bỏ qua ma sát của vật với mặt phẳng phía dưới này, bỏ qua ma sát của vật với mặt phẳng phía dưới. Vậy thì tổng hợp lực tác dụng lên vật mà gây ra gia tốc cho vật thì lúc này chỉ còn lực gì thôi Kem? Bỏ qua ma sát rồi, trọng lực B, phản lực N, tổng hợp lực bằng không. Như vậy thì vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi, đúng chưa? Lò xo biến dạng, ha, lò xo tức là có lực đàn hồi. Đó. Rồi, như vậy thì cơ năng của vật sẽ bằng tổng động năng cộng với thế năng đàn hồi của lò xo, đúng chưa Kem? Và chứng minh tương tự ha, thì người ta cũng thấy là khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng của một lò xo đàn hồi thì trong quá trình vật chuyển động, cơ năng của vật tính bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi là một đại lượng bảo toàn. Đó, như vậy chứng minh tương tự như phía trên, các em cũng chứng minh được trong trường hợp này là cơ năng của vật M cũng được bảo toàn. Từ đó chúng ta có công thức W bằng 1/2 MV bình cộng với 1/2 K nhân delta L tất cả bình. Đó, thì cơ năng này bằng hàm số. Kem đi vào phần tiếp theo, chú ý. Như vậy thì định luật bảo toàn cơ năng, chúng ta đã phát biểu lên hai cái định luật bảo toàn cơ năng cho hai trường hợp là vật chuyển động trong trọng trường chỉ dưới tác dụng của trọng lực, và định luật bảo toàn cơ năng áp dụng trường hợp thứ hai là vật chuyển động chịu tác dụng của lực đàn hồi ha. Vậy thì ta có định luật bảo toàn cơ năng chỉ nghiệm đúng khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực đàn hồi. Trọng lực và lực đàn hồi, đây là các lực thế nha. Trọng lực và lực đàn hồi là các lực thế. Trường hợp thứ hai, một trường hợp khác, nếu trong quá trình chuyển động mà vật chịu thêm các lực tác dụng như các lực khác như lực cản này, lực ma sát thì cơ năng của vật sẽ không bảo toàn nữa. Đây ví dụ như vật này trượt từ trên mặt phẳng nghiêng xuống ha, từ trên mặt phẳng nghiêng xuống dưới tác dụng của lực ma sát, thì lúc này năng lượng của vật chắc chắn sẽ không thể bảo toàn được nữa, bởi vì năng lượng này đã chuyển thành công của lực ma sát, tức là khi ma sát này nó sẽ tỏa nhiệt ha. Cái bề mặt khi vật ma sát với bề mặt này thì nó sẽ tỏa nhiệt và làm năng lượng của vật sẽ mất dần đi, tức là cơ năng sẽ mất dần đi, hay nói cách khác là cơ năng sẽ không bảo toàn. Và cái phần năng lượng mất đi đó là chuyển thành công của các lực ma sát và lực cản. Từ đó chúng ta sẽ có là phần biến thiên cơ năng đó sẽ bằng công của lực cản. Delta W bằng cơ năng lúc sau trừ cho cơ năng lúc đầu, W2 trừ W1, và phần cơ năng thay đổi này bằng công của lực cản. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn tất xong bài cơ năng. Kem đã biết cơ năng có cách tính toán như thế nào. Cơ năng là tổng của động năng cộng với thế năng. Rồi chúng ta sẽ chia làm hai loại: cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường và cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. Các em cũng tìm hiểu về định luật bảo toàn cơ năng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số các câu trắc nghiệm để củng cố lại cái kiến thức mà chúng ta vừa học. Câu số 1, chọn câu sai khi nói về cơ năng. A. Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực thì bằng tổng động năng và thế năng trọng trường của vật. B. Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật. C. Cơ năng của vật được bảo toàn nếu có tác dụng của các lực khác như là lực cản, lực ma sát, v.v. xuất hiện trong quá trình vật chuyển động. D. Cơ năng của vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực thì bảo toàn. Vậy câu nào sai kem? Rõ ràng đó là câu gì? Câu C. Có lực cản và lực ma sát thì cơ năng của vật sẽ giảm dần, tức là mất đi do chuyển thành công của các lực này. Vì vậy nên C là một đáp án sai. Câu 2. Cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp nào sau đây? A.
vật rơi trong không khí. B. Vật trượt có ma sát. C. Vật rơi tự do. Và D. Vật rơi trong chất lỏng nhớt. Như vậy cơ năng bảo toàn trong trường hợp nào? Thì chúng ta biết là cơ năng sẽ bảo toàn nếu vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực đàn hồi, đúng không? Vậy thì rơi trong không khí thì có đảm bảo rằng là vật không chịu tác dụng của lực cản không? Không chịu tác dụng của các loại lực ma sát khác không? Không, đúng không? Vì vậy nên câu A là sai. Câu B, trượt có ma sát, sai rất rõ ràng. Và câu D, rơi trong chất lỏng nhớt thì lực cản môi trường rất lớn, nên không thể nào có, không thể nào mà không có. Như vậy thì cơ năng sẽ không bảo toàn do có lực cản. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu C, vật rơi tự do. Rơi tự do rõ ràng rồi, nãy giờ mình nói rơi tự do là sự rơi của vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, cơ năng bảo toàn. Câu số 3, công thức cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường. Rất dễ dàng, các bạn sẽ nhìn thấy đáp án là câu gì. Rồi, đáp án C, W bằng 1 phần 2 MV bình cộng MGZ. Câu số 4, chọn công thức sai. Công thức cơ năng có dạng. Rồi, các bạn nhìn nhanh cho cô ha. W bằng WD cộng WT bằng 1 phần 2 MV bình cộng MGZ bằng 1 phần 2 MV bình cộng MKZ bằng 1 phần 2 MV bình cộng K nhân với delta L tất cả bình. Các em có phát hiện gì không nhỉ? Câu này chúng ta có đến 2 đáp án sai đúng không các em? Đó là cả đáp án C lẫn đáp án D. Vậy cái này trong quá trình lúc soạn bài là cô nhìn không kỹ rồi. Như vậy câu này các bạn sẽ tìm thấy 2 đáp án sai, đó là đáp án C và cả đáp án D. Vậy chú ý giùm cô ha. Lúc đầu cô định đáp án C sai thôi. Đáp án D này là 1 phần 2K nhân delta L bình cơ mới đúng. Ở đây thiếu mất 1 phần 2 nên cả 2 đáp án đều sai. Rồi vậy kem chú ý giùm cô là câu 4 này nó hơi sơ suất một tí nha. Vậy chúng ta sẽ thấy chúng ta có 2 đáp án cả C và D đều sai. Như vậy thì bài học hôm nay đã kết thúc rồi. Cô dặn dò các bạn một chút, tức là các bạn sẽ thứ nhất là chúng ta ghi chép bài xong thì dĩ nhiên là bài học thuộc bài nha. Thứ hai nữa là bài tập kem cố gắng làm cho cô về làm 3 bài tập, 3 bài đầu tiên trong phần tự luận nằm trong phần tài liệu. Rồi, cô xin chào tất cả các em. Rồi chúc các em về học bài thật tốt nhé.